Có một buổi sáng sớm, lúc con đang ngủ, mộng thấy có 5 con quỷ ở trong rừng. Trong mộng con muốn hướng dẫn họ học Phật. Khi con niệm chú Đại Bi thì họ liền đi theo con, vừa đi vừa niệm. Khi con niệm A Di Đà Phật thì họ sợ hãi không dám đi theo. Xin hỏi là nguyên nhân gì? Quỷ cũng có nghiệp chứ, không khác gì con người cả. Bạn xem con người, hiện nay Hồng Kông không tệ nữa, không sợ người niệm Phật nữa. Hồi đầu khi tôi đến Hồng Kông 30 năm trước, năm 1977, người Hồng Kông ghét nhất là người xuất gia. Nhìn thấy người xuất gia thì dỗ nước bọt. Vì sao vậy? Ngày hôm nay xui rồi, đụng phải ông đầu trọc, hết thảy đều mất sạch rồi. Lúc tôi đến Hồng Kông thì quan niệm này ở Hồng Kông thay đổi được một chút. Gặp mặt thì rất ghét, trừng mắt với bạn một cái nhưng không nhổ nước bọt. Đây không phải là nghiệp chướng sao? Cho nên khi tôi đến vẫn là không tệ, chán ghét bạn, không thích bạn nhưng không nhổ nước bọt. Đây là gì? Liền là không biết Phật Pháp. Cho nên chúng ta không thể trách xã hội đại chúng, mà trách bản thân chúng ta làm không tốt, trách bản thân chúng ta không giảng đạo lý Phật Pháp cho rõ ràng, giảng cho minh bạch, để mọi người sanh ra hiểu lầm. Chúng ta trách người khác, đó là sai lầm, đó là không chính xác. Phải nên quay đầu trở lại trách chính mình, làm tấm gương tốt, giảng Phật Pháp cho rõ ràng, cho minh bạch hơn nữa. Phật Pháp là giáo dục, giáo dục thì ngày ngày phải lên lớp, không lên lớp thì nhất định không được rồi. Hiện nay chúng ta ở hiện trường, nơi này người nghe không nhiều, trên thực tế thì rất nhiều, đều đang ở nhà nghe trên mạng. Người nghe trên mạng rất nhiều. Chúng ta có học viện trên mạng, học viện tham gia báo danh chính thức. Ở học viện trên mạng có hơn 6.000 người, đều là không ngừng tăng lên, cho nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta phải biết điều này. Đến hiện trường để nghe, có chỗ tốt của hiện trường. Vì sao vậy? Có sự giúp đỡ đối với tu hành. Không đến hiện trường, họ không muốn xem, họ thấy cái này đáng ghét, tôi không đi nữa. Xem cái đó không thích, tôi không đi nữa. Họ ở trước tivi trong nhà, ở trước tivi có thể xem, có thể hiểu rõ, có thể nâng cao. Nhưng đối với hành là ngồi đó không động đậy thì không trải qua khảo nghiệm. Cho nên đến hiện trường là vừa học vừa tham gia thi cử. Không đến hiện trường không tham gia thi cử, chỉ học mà không tham gia thi cử thì sự tiến triển của họ sẽ chậm chạp. Đạo lý là chỗ này. Vọng tưởng tạp niệm rất nhiều, phiền não nghiệp chướng sâu nặng. Nhưng hai lần gặp người nói với con là trên thân phóng ánh sáng vàng. Xin hỏi vì sao như vậy? Bạn có cảm thấy mình phóng ánh sáng vàng hay không? Điều người ta nói bạn có thể tin tưởng hay không? Cho nên tốt nhất người khác nói gì cũng không được tin. Phóng ánh sáng vàng, phóng kim quang là tốt. Phóng ánh sáng xám, phóng ánh sáng đen là không tốt, đều không được nghe. Tâm của mình tốt rất quan trọng. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Câu hỏi tiếp theo: đệ tử sau khi học Phật thì tính nóng giận đã ôn hòa hơn, cách nhìn đối với người, với vật, với việc cũng không thiên lệch và cực đoan nữa. Sự thay đổi này người nhà và đồng nghiệp đều có đồng cảm. Nhưng tự con cảm thấy áp lực rất nặng, trong tâm không nhẹ nhàng. Càng học Phật, học đệ tử quy thì càng dễ tự trách. Xin hỏi làm sao để giải phóng áp lực? Càng cảm thấy duyên phận học Phật rất thù thắng thì càng phải biết trân quý. Ngược lại làm cho áp lực chính mình rất lớn. Xin hỏi điểm mấu chốt ở đâu? Có loại áp lực này thì có bình thường không? Có áp lực là sự việc theo giai đoạn,
bạn học Phật ở một giai đoạn nào đó, đương nhiên nó không phải là bình thường. Nếu nó là bình thường thì chư Phật Bồ Tát các ngài đều có áp lực. Đâu có loại đạo lý đó chứ. Có áp lực đều là do không buông xuống được. Bây giờ tôi dạy bạn trước, bạn buông xuống áp lực của bạn. Áp lực thân tâm thấy đều buông xuống. Chúng ta học đệ tử quy. Đương nhiên đệ tử quy là tánh đức. Bạn quay về tự tánh, bạn khởi tâm động niệm, xử sự đối người tự nhiên chính là như vậy. Cần học gì đâu, vốn dĩ là vậy mà. Hết thảy giới luật trong nhà Phật, đó chính là đời sống hàng ngày bình thường của Phật Bồ Tát. Các ngài cũng không cố ý đi làm, các ngài vốn dĩ là như vậy. Như vậy mà ghi chép lại, những gì phàm phu chúng ta làm toàn là ngược lại với các ngài. Đó là nguyên nhân gì? Phàm phu mê mất tự tánh, tùy thuận phiền não. Chư Phật Bồ Tát các ngài giác ngộ, các ngài tùy thuận tánh đức. Cho nên hết thảy thiện pháp là tánh đức, tự nhiên là như vậy. Chúng ta hiện nay thời gian mê quá lâu rồi, không giác ngộ. Hiện nay trong phút chốc học như Phật Bồ Tát thì cảm thấy rất khó, thì cảm thấy rất có áp lực. Dần dần quen rồi thì không còn nữa. Nói chung thời gian càng dài thì càng quen. Hơn nữa còn có cảm giác sứ mạng. Hiện nay xã hội động loạn, thế giới sắp đi về ngày tận thế. Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do lòng người bất thiện, tạo nghiệp quá nhiều, tạo thành kết quả như vậy. Thế thì sứ mạng ngày nay của chúng ta là chúng ta phải làm ra một tấm gương tốt cho người khác xem. Hy vọng chính chúng ta có thể cảm hóa được người khác. Bạn có thể cảm hóa được một người, hai người đều là đại công đức. Cảm hóa càng nhiều người thì công đức càng lớn. Tuy có công đức cũng không để ở trong tâm. Vì sao vậy? Đó là việc nên làm. Như vậy là tốt. Cho nên đoạn ác tu thiện không phải hoàn toàn là vì mình, mà vì chúng sanh khổ nạn. Hiện nay chúng sanh bất hiếu, chúng ta phải làm ra hiếu đạo. Cha mẹ không còn nữa, ít nhất phải cúng một bài vị cha mẹ ở trong nhà. Đó là nói cha mẹ không còn, hoặc là treo một bức ảnh của cha mẹ lên. Mỗi ngày sau khi lại Phật xong thì cũng lại cha mẹ một lại. Bất luận người nhà nhìn thấy hay không nhìn thấy, chúng ta tận hiếu tâm, đề xướng hiếu đạo, không quên ân đức của cha mẹ, không quên ân đức của thầy. Hiện nay con người không xem trọng, không tôn kính thầy cô. Bạn xem người thế gian sai ở đâu thì chúng ta sửa lại cho đúng. Không phải là dạy họ, mà là từ chính ta. Ta biểu diễn cho họ xem. Bạn dạy họ, họ không tin tưởng, họ sẽ không tiếp nhận. Phải làm thời gian dài, để cho họ xem mấy năm, đột nhiên giác ngộ, họ có thể quay đầu, có thể sửa lỗi đổi mới. Vậy là đúng rồi. Tích tập quá lâu không dễ quay đầu như vậy. Cho nên phải rất nhẫn nại, phải làm tấm gương tốt nhất. Chúng ta thấy người, chúng ta hành lễ chào cúi sâu 90 độ. Như vậy có phần hơi quá không? Là có phần hơi quá. Nếu không làm quá thì họ không có cảm thấy được. Chúng ta gật đầu với họ thì họ không cảm thấy gì. Chúng ta cúi đầu 90 độ thì họ sẽ cảm thấy mà chú ý. Đây không phải là vì mình, là vì muốn người khác tốt, vì để cho họ có thể sanh tâm cung kính đối với người. Có lấy quả làm nhân, từ quả khởi tu. Sở tu tức quả, nhân quả đồng thời. Lấy biển nguyện nhất thừa của Di Đà, lấy quả giác cứu cánh của lục tự hồng danh, làm nhân tâm chúng sanh chúng ta. Ngay nơi tướng tức đạo, tuy sự mà là lại chân. Từ chỗ có niệm khéo nhập vào vô niệm, tức tâm phàm mà nhanh hiển bày quả đức. Kính thỉnh Pháp Sư khai thị đoạn tinh nghĩa này. Đoạn tinh nghĩa này ở trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng qua.
các vị có thể tham khảo. Đặc biệt là đoạn sau cùng, đoạn sau cùng kinh này mặc dù không giảng hết, chỉ giảng đến ba bậc giảng sanh, ba bậc giảng sanh cũng chưa giảng xong. Tôi sẽ tìm thời gian khác để giảng tiếp. Điều này giảng rất tỉ mỉ, có thể làm tham khảo. Ở đây không mất nhiều thời gian nữa. Cho nên sự thù thắng của pháp môn Tịnh Tông ngay trong mấy đoạn văn này có thể xem thấy. Tịnh Tông là từ trên quả mà tu, nhân quả đồng thời, không giống pháp môn khác là tu nhân chứng quả. Vậy thì khó. Bạn xem, từ có niệm khéo nhập vào vô niệm, đoạn này rất quan trọng. Chúng ta khởi tâm niệm Phật là có niệm. Dùng câu Phật hiệu này để thay thế cho ý niệm của chúng ta, quy vào câu Phật hiệu này. Phật hiệu là quả hiệu của Như Lai, chứ không phải là nhân hiệu. Chúng ta niệm Bồ Tát là nhân, niệm Phật là quả. Quả này chính là quả từ trong tự tánh. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, các bạn có thể xem thấy tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Cho nên đây là quả chân thật của tự tánh. Mấu chốt vẫn là phải niệm bạc sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước, để cho tâm không có bất kỳ vọng niệm nào, chỉ có một câu Phật hiệu. Đây chính là từ có niệm khéo nhập vào vô niệm. Sau cùng chỉ có một câu A-di-đà Phật. Đến sau cùng một câu A-di-đà Phật này, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, có niệm và vô niệm là một không phải hai. Đây mới đạt đến rốt ráo. Đúng thật, tuy là phàm phu nhưng nhanh hiển bày quả đức. Cho nên pháp môn này thù thắng không gì bằng. Câu hỏi thứ 11: nhân viên bảo vệ môi trường thường hay phê bình việc phóng sanh sẽ phá hoại sinh thái tự nhiên, đe dọa không gian sống của sinh vật bản địa. Xin hỏi cách nói này có chính xác không? Làm sao để đạt được mục đích phóng sanh mà không quấy nhiễu đến các loài vật ở trong môi trường bản địa? Phóng sanh phải điều tra. Bạn thả ở nơi nào, nơi đó có thích hợp hay không? Không được quấy nhiễu những sinh vật bản địa. Đồng thời những sinh vật mà bạn thả, chúng cũng có thể sống được, không phải là tùy tiện đi thả. Tùy tiện đi thả thì không có trách nhiệm rồi. Cho nên có đôi khi tạo thành lỗi lầm. Nhất định phải điều tra trước, cần thả những thứ gì. Nói thật ra, ô nhiễm hiện nay vô cùng nghiêm trọng. Nước có ô nhiễm, không khí có ô nhiễm, rất phiền phức. Cho nên hiện nay, như nói việc phóng sanh, không bằng đề xướng hộ sanh. Yêu thương bảo vệ động vật, yêu thương bảo vệ động vật quan trọng nhất chính là không những không sát sanh, tốt nhất có thể làm được là không ăn thịt. Đây thật sự là giúp cơ thể khỏe mạnh. Không những không ăn thịt, mà đối với việc ăn chay, chúng ta đề xướng tự trồng rau. Hồng Kông thì rất khó, không tìm được đất đai. Nếu không có cách gì thì di dân đến những vùng ven ở Hồng Kông. Tôi thấy ở khu vực giáp ranh với Thâm Quyến còn có một số ngọn núi chưa có người ở. Đến nơi đó, ở đó có chỗ trồng rau.
dân số Hồng Kông quá đông, nổi tiếng toàn thế giới, thành phố đông dân nhất thế giới xếp ở đầu tiên là Hồng Kông. Người nước ngoài rất bội phục, họ nói người thông thường rất khó chịu được, vậy mà người Trung Quốc có thể chịu được. Trong lúc lão pháp sư giảng kinh có nói, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt, một lần sanh diệt chính là một niệm. Nếu có thể hiểu công phu của một niệm này, thì trong một niệm có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm tiếp theo thì trở về rồi. Còn không lý giải được sau lời giải thích này, kính xin sư phụ khai thị. Việc này không dễ hiểu. Đây là một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Là Phật giảng ở trên Kinh Nhân Vương, là giảng trên Kinh Nhân Vương. Đây là nói với chúng ta chân tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, nói rõ sự thật, nó là vô thường, nó không tồn tại. Chủ yếu là giảng điều này. Công phu trong một niệm của chúng ta, một niệm này là ý niệm của bạn quy nhất. Đến thế giới Cực Lạc, lúc nào đi có thể tự tại. Nếu chúng ta vẫn còn ba tâm hai ý, còn có rất nhiều ý niệm gì thì không được rồi. Cho nên công phu niệm Phật chân thật chính là nhất tâm bất loạn, mà trên Kinh A-di-đà nói nhất tâm bất loạn rất khó làm được. Nhất tâm bất loạn là bạn không có niệm thứ hai. Chỉ đơn giản nói về công phu cạn nhất, một câu Phật hiệu này của chúng ta ngày đêm không gián đoạn, đây gọi là gì? Đây là công phu thành phiến. Câu Phật hiệu này có thể chế phục được hết thảy tạp niệm. Có công phu này thì nhất định được sanh. Công phu thành phiến thì sanh về cõi Phạm Thánh đồng cư. Đến nhất tâm, sự nhất tâm là đoạn sạch chấp trước. Lý nhất tâm là đoạn vọng tưởng. Đó là lý nhất tâm. Lý nhất tâm sanh về cõi thật báo trang nghiêm. Sự nhất tâm sanh về cõi phương tiện hữu dư đều không dễ dàng. Cho nên tịnh độ thù thắng không gì bằng là cõi Phạm Thánh đồng cư. Hết thảy phàm phu đều nắm được cõi Phạm Thánh đồng cư. Chỉ cần bạn chân thật hiểu được đạo lý này, hiểu được phương pháp, thì như Thiện Đạo Đại Sư nói, dạng người tu dạng người đi. Mà trong phương pháp thì quan trọng nhất là buông xuống. Không buông xuống thì không có cách gì. Khi nào bạn buông xuống thì khi đó bạn thành tựu. Cho nên có người hỏi, khi nào chúng ta mới nắm được phần giảng sanh tịnh độ là ở chính bạn, không phải hỏi người khác. Khi nào bạn buông xuống hết thảy thì bạn nắm chắc. Bạn vẫn không buông xuống thì không có cách gì. Điều này phải có tâm cảnh giác, không thể đợi đến đời sau. Nếu muốn đợi đến đời sau, đời sau vẫn còn có đời sau nữa, sợ rằng đời sau vừa mê hoặc thì bị rơi xuống. Không biết phải bao nhiêu kiếp nạn mới lại gặp được cơ hội này. Cơ hội này thật không dễ gặp được. Cho nên lời này chúng tôi thường hay nói, tổ sư cũng đều nói qua. Có một số người bi tâm rất tha thiết, tôi muốn độ chúng sanh mà tôi lại không có năng lực. Tôi gặp được A-di-đà Phật rồi sẽ lập tức quay lại. Cũng tốt, A-di-đà Phật nói con hãy nhanh lên, con nhất tâm đến đây với ta, đến rồi thì hẳn tính. Chỉ sợ bạn không đến. Sau khi đến rồi thì chân thật được đại tự tại, sau đó bạn mới hiểu là độ chúng sanh không phải đơn giản như vậy. Duyên của chúng sanh phải chín mùi, duyên không chín mùi thì không được rồi. Cho nên nói Phật không độ người không có duyên. Không có duyên ở đây chính là duyên chưa chín mùi. Duyên chưa chín mùi thì Phật có đến cũng không có tác dụng gì. Có một buổi sáng sớm, lúc con đang ngủ,
mộng thấy có năm con quỷ ở trong rừng. Trong mộng con muốn hướng dẫn họ học Phật. Khi con niệm chú Đại Bi thì họ liền đi theo con, vừa đi vừa niệm. Khi con niệm A-di-đà Phật thì họ sợ hãi không dám đi theo. Xin hỏi là nguyên nhân gì? Quỷ cũng có nghiệp chướng, không khác gì con người cả. Bạn xem con người hiện nay Hồng Kông không tệ nữa, không sợ người niệm Phật nữa. Hồi đầu khi tôi đến Hồng Kông 30 năm trước, năm 1977, người Hồng Kông ghét nhất là người xuất gia. Nhìn thấy người xuất gia thì nhổ nước bọt. Vì sao vậy? Ngày hôm nay xui rồi, đụng phải ông đầu trọc, hết thảy đều mất sạch rồi. Lúc tôi đến Hồng Kông thì quan niệm này ở Hồng Kông thay đổi được một chút. Gặp mặt thì rất ghét, trừng mắt với bạn một cái nhưng không nhổ nước bọt. Đây không phải là nghiệp chướng sao? Cho nên khi tôi đến vẫn là không tệ. Chán ghét bạn, không thích bạn, nhưng không nhổ nước bọt. Đây là gì? Đều là không biết Phật Pháp. Cho nên chúng ta không thể trách xã hội đại chúng, mà trách bản thân chúng ta làm không tốt. Trách bản thân chúng ta không giảng đạo lý Phật Pháp cho rõ ràng, giảng cho minh bạch, để mọi người sanh ra hiểu lầm. Chúng ta trách người khác, đó là sai lầm, đó là không chính xác. Phải nên quay đầu trở lại trách chính mình, làm tấm gương tốt, giảng Phật Pháp cho rõ ràng, cho minh bạch hơn nữa. Phật Pháp là giáo dục, giáo dục thì ngày ngày phải lên lớp, không lên lớp thì nhất định không được rồi. Hiện nay chúng ta ở hiện trường, nơi này người nghe không nhiều, trên thực tế thì rất nhiều, đều đang ở nhà nghe trên mạng. Người nghe trên mạng rất nhiều. Chúng ta có học viện trên mạng, học viện tham gia báo danh chính thức. Ở học viện trên mạng có hơn 6.000 người, đều là không ngừng tăng lên, cho nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta phải biết điều này. Đến hiện trường để nghe, có chỗ tốt của hiện trường. Vì sao vậy? Có sự giúp đỡ đối với tu hành. Không đến hiện trường, họ không muốn xem. Họ thấy cái này đáng ghét, tôi không đi nữa. Xem cái đó không thích, tôi không đi nữa. Họ ở trước tivi trong nhà, ở trước tivi có thể xem, có thể hiểu rõ, có thể nâng cao. Nhưng đối với hành là ngồi đó không động đậy thì không trải qua khảo nghiệm. Cho nên đến hiện trường là vừa học vừa tham gia thi cử. Không đến hiện trường không tham gia thi cử, chỉ học mà không tham gia thi cử thì sự tiến triển của họ sẽ chậm chạp. Đạo lý là chỗ này. Vọng tưởng tạp niệm rất nhiều, phiền não nghiệp chướng sâu nặng. Nhưng hai lần gặp người nói với con là trên thân phóng ánh sáng vàng. Xin hỏi vì sao như vậy? Bạn có cảm thấy mình phóng ánh sáng vàng hay không? Điều người ta nói bạn có thể tin tưởng hay không? Cho nên tốt nhất người khác nói gì cũng không được tin. Phóng ánh sáng vàng, phóng kiêu quang là tốt. Phóng ánh sáng xám, phóng ánh sáng đen là không tốt, đều không được nghe. Tâm của mình tốt rất quan trọng. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Câu hỏi tiếp theo: đệ tử sau khi học Phật thì tính nóng giận đã ôn hòa hơn, cách nhìn đối với người, với vật, với việc cũng không thiên lệch và cực đoan nữa. Sự thay đổi này người nhà và đồng nghiệp đều có đồng cảm, nhưng tự con cảm thấy áp lực rất nặng, trong tâm không nhẹ nhàng. Càng học Phật, học đệ tử quy thì càng dễ tự trách. Xin hỏi làm sao để giải phóng áp lực? Càng cảm thấy duyên phận học Phật rất thù thắng thì càng phải biết trân quý. Ngược lại làm cho áp lực chính mình rất lớn. Xin hỏi điểm mấu chốt ở đâu? Có loại áp lực này thì có bình thường không? Có áp lực là sự việc theo giai đoạn. Bạn học Phật ở một giai đoạn nào đó,
đương nhiên nó không phải là bình thường. Nếu nó là bình thường thì chư Phật Bồ Tát các ngài đều có áp lực. Đâu có loại đạo lý đó chứ. Có áp lực đều là do không buông xuống được. Bây giờ tôi dạy bạn trước, bạn buông xuống áp lực của bạn. Áp lực thân tâm thấy đều buông xuống. Chúng ta học đệ tử quy. Đương nhiên đệ tử quy là tánh đức. Bạn quay về tự tánh. Bạn khởi tâm động niệm, xử sự đối người tự nhiên chính là như vậy. Cần học gì đâu, vốn dĩ là vậy mà. Hết thảy giới luật trong nhà Phật, đó chính là đời sống hàng ngày bình thường của Phật Bồ Tát. Các ngài cũng không cố ý đi làm, các ngài vốn dĩ là như vậy. Như vậy mà ghi chép lại, những gì phàm phu chúng ta làm toàn là ngược lại với các ngài. Đó là nguyên nhân gì? Phàm phu mê mất tự tánh, tùy thuận phiền não. Chư Phật Bồ Tát các ngài giác ngộ, các ngài tùy thuận tánh đức. Cho nên hết thảy thiện pháp là tánh đức, tự nhiên là như vậy. Chúng ta hiện nay thời gian mê quá lâu rồi, không giác ngộ. Hiện nay trong phút chốc học như Phật Bồ Tát thì cảm thấy rất khó, thì cảm thấy rất có áp lực. Dần dần quen rồi thì không còn nữa. Nói chung thời gian càng dài thì càng quen. Hơn nữa còn có cảm giác sứ mạng. Hiện nay xã hội động loạn, thế giới sắp đi về ngày tận thế. Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do lòng người bất thiện, tạo nghiệp quá nhiều, tạo thành kết quả như vậy. Thế thì sứ mạng ngày nay của chúng ta là chúng ta phải làm ra một tấm gương tốt cho người khác xem. Hy vọng chính chúng ta có thể cảm hóa được người khác. Bạn có thể cảm hóa được một người, hai người đều là đại công đức. Cảm hóa càng nhiều người thì công đức càng lớn. Tuy có công đức cũng không để ở trong tâm. Vì sao vậy? Đó là việc nên làm. Như vậy là tốt. Cho nên đoạn ác tu thiện không phải hoàn toàn là vì mình, mà vì chúng sanh khổ nạn. Hiện nay chúng sanh bất hiếu, chúng ta phải làm ra hiếu đạo. Cha mẹ không còn nữa, ít nhất phải cúng một bài vị cha mẹ ở trong nhà. Đó là nói cha mẹ không còn, hoặc là treo một bức ảnh của cha mẹ lên. Mỗi ngày sau khi lại Phật xong thì cũng lại cha mẹ một lại. Bất luận người nhà nhìn thấy hay không nhìn thấy, chúng ta tận hiếu tâm, đề xướng hiếu đạo, không quên ân đức của cha mẹ, không quên ân đức của thầy. Hiện nay con người không xem trọng, không tôn kính thầy cô. Bạn xem người thế gian sai ở đâu thì chúng ta sửa lại cho đúng. Không phải là dạy họ, mà là từ chính ta. Ta biểu diễn cho họ xem. Bạn dạy họ, họ không tin tưởng, họ sẽ không tiếp nhận. Phải làm thời gian dài, để cho họ xem mấy năm, đột nhiên giác ngộ, họ có thể quay đầu, có thể sửa lỗi đổi mới. Vậy là đúng rồi. Tích tập quá lâu không dễ quay đầu như vậy. Cho nên phải rất nhẫn nại, phải làm tấm gương tốt nhất. Chúng ta thấy người, chúng ta hành lễ chào cúi sau 90 độ. Như vậy có phần hơi quá không? Là có phần hơi quá. Nếu không làm quá thì họ không có cảm thấy được. Chúng ta gật đầu với họ thì họ không cảm thấy gì. Chúng ta cúi đầu 90 độ thì họ sẽ cảm thấy mà chú ý. Đây không phải là vì mình, là vì muốn người khác tốt, vì để cho họ có thể sanh tâm cung kính đối với người. Có lấy quả làm nhân, từ quả khởi tu. Sở tu tức quả, nhân quả đồng thời. Lấy biển nguyện nhất thừa của Di Đà, lấy quả giác cứu cánh của lục tự hồng danh, làm nhân tâm chúng sanh chúng ta. Ngay nơi tướng tức đạo, tuy sự mà là lại chân. Từ chỗ có niệm khéo nhập vào vô niệm, tức tâm phàm mà nhanh hiển bày quả đức. Kính thỉnh Pháp Sư khai thị đoạn tinh nghĩa này. Đoạn tinh nghĩa này ở trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng qua.
các vị có thể tham khảo. Đặc biệt là đoạn sau cùng, đoạn sau cùng kinh này mặc dù không giảng hết, chỉ giảng đến ba bậc giảng sanh, ba bậc giảng sanh cũng chưa giảng xong. Tôi sẽ tìm thời gian khác để giảng tiếp. Điều này giảng rất tỉ mỉ, có thể làm tham khảo. Ở đây không mất nhiều thời gian nữa. Cho nên sự thù thắng của pháp môn Tịnh Tông ngay trong mấy đoạn văn này có thể xem thấy. Tịnh Tông là từ trên quả mà tu, nhân quả đồng thời, không giống pháp môn khác là tu nhân chứng quả. Vậy thì khó. Bạn xem, từ có niệm khéo nhập vào vô niệm, đoạn này rất quan trọng. Chúng ta khởi tâm niệm Phật là có niệm. Dùng câu Phật hiệu này để thay thế cho ý niệm của chúng ta, quy vào câu Phật hiệu này. Phật hiệu là quả hiệu của Như Lai, chứ không phải là nhân hiệu. Chúng ta niệm Bồ Tát là nhân, niệm Phật là quả. Quả này chính là quả từ trong tự tánh. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, các bạn có thể xem thấy tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Cho nên đây là quả chân thật của tự tánh. Mấu chốt vẫn là phải niệm bạc sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước, để cho tâm không có bất kỳ vọng niệm nào, chỉ có một câu Phật hiệu. Đây chính là từ có niệm khéo nhập vào vô niệm. Sau cùng chỉ có một câu A-di-đà Phật. Đến sau cùng một câu A-di-đà Phật này, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, có niệm và vô niệm là một không phải hai. Đây mới đạt đến rốt ráo. Đúng thật, tuy là phàm phu nhưng nhanh hiển bày quả đức. Cho nên pháp môn này thù thắng không gì bằng. Câu hỏi thứ 11: nhân viên bảo vệ môi trường thường hay phê bình việc phóng sanh sẽ phá hoại sinh thái tự nhiên, đe dọa không gian sống của sinh vật bản địa. Xin hỏi cách nói này có chính xác không? Làm sao để đạt được mục đích phóng sanh mà không quấy nhiễu đến các loài vật ở trong môi trường bản địa? Phóng sanh phải điều tra. Bạn thả ở nơi nào, nơi đó có thích hợp hay không? Không được quấy nhiễu những sinh vật bản địa. Đồng thời những sinh vật mà bạn thả, chúng cũng có thể sống được, không phải là tùy tiện đi thả. Tùy tiện đi thả thì không có trách nhiệm rồi. Cho nên có đôi khi tạo thành lỗi lầm, nhất định phải điều tra trước cần thả những thứ gì. Nói thật ra ô nhiễm hiện nay vô cùng nghiêm trọng. Nước có ô nhiễm, không khí có ô nhiễm, rất phiền phức. Cho nên hiện nay như nói việc phóng sanh không bằng đề xướng hộ sanh. Yêu thương bảo vệ động vật, yêu thương bảo vệ động vật quan trọng nhất chính là không những không sát sanh, tốt nhất có thể làm được là không ăn thịt. Đây thật sự là giúp cơ thể khỏe mạnh. Không những không ăn thịt, mà đối với việc ăn chay, chúng ta đề xướng tự trồng rau. Hồng Kông thì rất khó, không tìm được đất đai. Nếu không có cách gì thì di dân đến những vùng ven ở Hồng Kông. Tôi thấy ở khu vực giáp ranh với Thâm Quyến còn có một số ngọn núi chưa có người ở. Đến nơi đó, ở đó có chỗ trồng rau.
dân số Hồng Kông quá đông, nổi tiếng toàn thế giới, thành phố đông dân nhất thế giới xếp ở đầu tiên là Hồng Kông. Người nước ngoài rất bội phục, họ nói người thông thường rất khó chịu được, vậy mà người Trung Quốc có thể chịu được. Trong lúc lão pháp sư giảng kinh có nói, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt, một lần sanh diệt chính là một niệm. Nếu có thể hiểu công phu của một niệm này, thì trong một niệm có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm tiếp theo thì trở về rồi. Còn không lý giải được sau lời giải thích này, kính xin sư phụ khai thị. Việc này không dễ hiểu. Đây là một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Là Phật giảng ở trên Kinh Nhân Vương, là giảng trên Kinh Nhân Vương. Đây là nói với chúng ta chân tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, nói rõ sự thật, nó là vô thường, nó không tồn tại. Chủ yếu là giảng điều này. Công phu trong một niệm của chúng ta, một niệm này là ý niệm của bạn quy nhất. Đến thế giới Cực Lạc, lúc nào đi có thể tự tại. Nếu chúng ta vẫn còn ba tâm hai ý, còn có rất nhiều ý niệm gì thì không được rồi. Cho nên công phu niệm Phật chân thật chính là nhất tâm bất loạn, mà trên Kinh A-di-đà nói nhất tâm bất loạn rất khó làm được. Nhất tâm bất loạn là bạn không có niệm thứ hai. Chỉ đơn giản nói về công phu cạn nhất, một câu Phật hiệu này của chúng ta ngày đêm không gián đoạn, đây gọi là gì? Đây là công phu thành phiến. Câu Phật hiệu này có thể chế phục được hết thảy tạp niệm. Có công phu này thì nhất định được sanh. Công phu thành phiến thì sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Đến nhất tâm, sự nhất tâm là đoạn sạch chấp trước. Lý nhất tâm là đoạn vọng tưởng. Đó là lý nhất tâm. Lý nhất tâm sanh về cõi thật báo trang nghiêm. Sự nhất tâm sanh về cõi phương tiện hữu dư, đều không dễ dàng. Cho nên tịnh độ thù thắng không gì bằng là cõi phàm thánh đồng cư. Hết thấy phàm phu đều nắm được cõi phàm thánh đồng cư. Chỉ cần bạn chân thật hiểu được đạo lý này, hiểu được phương pháp, thì như Thiện Đạo Đại Sư nói, dạng người tu dạng người đi. Mà trong phương pháp thì quan trọng nhất là buông xuống. Không buông xuống thì không có cách gì. Khi nào bạn buông xuống thì khi đó bạn thành tựu. Cho nên có người hỏi, khi nào chúng ta mới nắm được phần giảng sanh tịnh độ là ở chính bạn, không phải hỏi người khác. Khi nào bạn buông xuống hết thảy thì bạn nắm chắc. Bạn vẫn không buông xuống thì không có cách gì. Điều này phải có tâm cảnh giác, không thể đợi đến đời sau. Nếu muốn đợi đến đời sau, đời sau vẫn còn có đời sau nữa, sợ rằng đời sau vừa mê hoặc thì bị rơi xuống. Không biết phải bao nhiêu kiếp nạn mới lại gặp được cơ hội này. Cơ hội này thật không dễ gặp được. Cho nên lời này chúng tôi thường hay nói, tổ sư cũng đều nói qua. Có một số người bi tâm rất tha thiết, tôi muốn độ chúng sanh mà tôi lại không có năng lực. Tôi gặp được A-di-đà Phật rồi sẽ lập tức quay lại. Cũng tốt, A-di-đà Phật nói con hãy nhanh lên, con nhất tâm đến đây với ta, đến rồi thì hẳn tính. Chỉ sợ bạn không đến. Sau khi đến rồi thì chân thật được đại tự tại. Sau đó bạn mới hiểu là độ chúng sanh không phải đơn giản như vậy. Duyên của chúng sanh phải chín mùi, duyên không chín mùi thì không được rồi. Cho nên nói Phật không độ người không có duyên. Không có duyên ở đây chính là duyên chưa chín mùi. Duyên chưa chín mùi thì Phật có đến cũng không có tác dụng gì.